Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video Top 7 mô tô 200cc giá mềm khiến phái mạnh Việt thèm. Sở hữu kiểu dáng thể thao, động cơ phân khối 200cc mạnh mẽ, nhưng các mẫu mô tô dưới đây lại có giá rất mềm ở thị trường Nam Á, không khỏi khiến phái mạnh Việt phát thèm. 1. TVS Apat RTR 204V. Đây là sản phẩm lá cờ đầu của công ty TVS Moto. Sở hữu khung nôi kép, được trang bị động cơ đơn xi lanh, dung tích 197,75cc, làm mát bằng chất lỏng, đi kèm với hệ thống chế hòa khí cho công suất 20,2 mã lực hoặc hệ thống phun xăng trực tiếp cho công suất 20,7 mã lực. Sức mạnh này được truyền tới các bánh xe qua bộ hộp số 5 tốc độ ở Ấn Độ. Xe có giá bán 88.657 rúp, tương đương 29,65 triệu đồng, với bản chế hòa khí, và 1,07 lanh, tương đương 35,78 triệu đồng với bản phun xăng trực tiếp. Tiêu thụ nhiên liệu khoảng 45 km trên 1 lít. 2. Bajaj Pulsar AS200. Ra mắt từ tháng 4 năm 2015, AS200 là chiếc mô tô thể thao dòng Aventure đầu tiên của Bajaj tại Ấn Độ. Xe được cho là một trong số xế 200cc tốt nhất hiện nay, được chế tạo dựa trên nền tảng Pulsar 200NS. Trang bị động cơ đơn xi lanh, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 199,5cc, cho công suất 23,2 mã lực và mô men xoắn cực đại 18,3 Nm, đi kèm với hộp số 6 cấp. Ở Ấn Độ, xe có giá bán 94.780 rúp, tương đương 31,7 triệu đồng, tiêu thụ nhiên liệu 42 km trên 1 lít. 3. Bajaj Pulsar 220F. Đây là một trong những mẫu mô tô phổ biến nhất ở Ấn Độ, nhằm trực tiếp tới phân khúc khách hàng trẻ tuổi, đem lại khả năng vận hành thoải mái. Xe được trang bị động cơ đơn xi lanh, dung tích 220cc, sản sinh công suất 21 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 19 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Đi kèm với hộp số 5 cấp, giá bán ở Ấn Độ 88.927 rúp, tương đương 29,74 triệu đồng. Riêng phiên bản Bajaj Pulsar RS200 Demon Black đã xuất hiện ở Việt Nam vào đầu năm 2016 qua một showroom tư nhân, nhưng có giá chát tới hơn 90 triệu đồng. Tiêu thụ nhiên liệu 38 km trên 1 lít. 4. Bajaj Pulsar NS200. Đây là một trong những mẫu xe thể thao chồm lỡ mạnh nhất của gia đình Bajaj Pulsar, với kiểu dáng bề ngoài phong cách cùng giá bán hấp dẫn. Sức mạnh xe đến từ bộ động cơ đơn xi lanh, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 199cc, đi kèm với bộ chế hòa khí, cho công suất đầu ra 23 mã lực tại 9.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 18 Nm tại 8.000 vòng trên phút qua hộp số sàn 6 cấp. Giá bán ở Ấn Độ 91.553 rúp, tương đương 30,62 triệu đồng. Trong tháng 5 năm 2016, mẫu xe này được nhập về Việt Nam từ Indonesia nhưng có giá gần 80 triệu đồng, tiêu thụ nhiên liệu 40 km trên 1 lít. 5. Bajaj Avenger 200 Crew và Street. Avenger 200 phiên bản Crew và Street đều là sản phẩm hãng mô tô Bajaj Auto. Street 220 có màu đen với tấm chống bỏng bô màu bạc, trong khi Crew có phong cách xe hành trình cùng các chi tiết mạ chrome. Cả hai đều được trang bị động cơ DTSI dung tích 220cc, giống như Pulsar 220, kết cấu đơn xi lanh, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 19 mã lực và mô men xoắn 17 Nm cùng hộp số 5 cấp. Giá bán ở Ấn Độ 87.331 rúp, tương đương 29,2 triệu đồng. Trong đầu tháng 9 năm 2016, Bajaj Avenger 200 Crew đã được phân phối ở Việt Nam với giá 64 triệu đồng. Tiêu thụ nhiên liệu 35-40 km trên 1 lít. 6. Bajaj Pulsar 180 DTSI. Được ra mắt lần đầu vào năm 2001, Pulsar 180 đã gặt hái được những thành công trong chặng đường dài.
được trang bị động cơ đơn xi lanh dung tích 178cc cho công suất 17 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.500 vòng trên phút, đi kèm với hộp số 5 cấp. Giá bán ở Ấn Độ 76.115 rúp, tương đương 25,45 triệu đồng Việt Nam. Tiêu thụ nhiên liệu 45 km trên 1 lít. 7. TVS Apat RTR 180. Apat xuất hiện trên thị trường từ năm 2007. Riêng phiên bản Apat 180 RTR còn được biết đến là Racing Tow Responder, là một trong những mẫu xe thành công nhất của gia đình Apat. Xe được trang bị động cơ đơn xi lanh làm mát bằng không khí dung tích 177cc cho công suất 17,3 mã lực và mô men xoắn 15,5 Nm, đi kèm với hộp số 5 cấp. Giá bán ở Ấn Độ 86.662 rúp, tương đương 28,98 triệu đồng phiên bản ABS, và 77.919 rúp, tương đương 26,06 triệu đồng không có ABS. Tiêu thụ nhiên liệu 46 km trên 1 lít. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.